Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Minh Hoàng chào chị. Dạ, em chào anh. Rồi, chị chào quý vị khán giả cộng đồng mạng ha. Dạ, em chào các cô, các chú và anh chị trong và ngoài nước. Rồi, chị giới thiệu mình tên gì nè, sinh năm mấy? Dạ, em là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 73. Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1973. Dạ. 73 vậy nhỏ tuổi hơn Minh Hoàng, vậy xưng anh em ha. Dạ. Ừ. Rồi Hồng đến từ đâu nè? Em ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh. Rồi dạ. Hồng có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của Hồng đăng lên mạng xã hội không? Dạ có. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Hồng yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ. Đồng ý không? Dạ, em đồng ý. Hồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của Hồng ha. Dạ. Rồi hiện nay hôn nhân gia đình của Hồng như thế nào? Em ly hôn hồi năm 2005. Dạ. 2005 cũng lâu rồi có ha. Có hai con gái. Dạ. 19 năm rồi. Dạ. Có hai người con gái. Dạ. Lớn hết chưa? Dạ lớn hết rồi, em gả rồi. Gả hết luôn rồi hả? Dạ. Rồi hiện nay ở Tây Ninh là Hồng ở nhà của Hồng hay là nhà của ai? Dạ nhà của em. Rồi Hồng đang sinh sống bằng công việc gì? Em nhà em bán cơm với cà phê nước uống ở trước nhà. Bán trước nhà luôn hả? Dạ. Các con của Hồng có thường về chơi thăm Hồng không? Dạ cũng có, con em gả cũng ở Tây Ninh cũng gần. 19 năm nay rồi chia tay với ông xã đó. Rồi cái khoảng thời gian gần gần đây Hồng có quen được người bạn trai nào khác không? Dạ cũng có anh, nhưng mà nói chung ra thì mình quen thì để tìm hiểu, nhưng mà cuối cùng không thành thôi. Không thành. Có đến với nhau không hay là chỉ quen tìm hiểu thôi? Nói chung ra cách này mấy năm về trước thì có, cách em có cùng sống chung với một người. Nhưng mà sau này lại là biết anh đó còn vợ, nhưng mà vợ anh đó cũng vẫn biết em. Anh đó, vợ anh nó cũng rất là hiền, cho nên là em thấy vậy rồi tự em rút lui. Nhưng mà giờ này là vợ anh ta cũng chết rồi. Dạ, em rút lui trước rồi sau này chị mới mất. Chị đó mất luôn ha. Dạ. Rồi có liên lạc lại không? Dạ không anh. Tại vì em giờ là em nói thiệt thì hoàn cảnh thì em giờ em cũng muốn là bước thêm bước nữa là em mong là anh giúp giùm cho em được trúng người thật tình yêu thương, với lại để có tiếng nói chung để sống cuộc đời mình còn lại nhé. Còn nhưng mà anh đó thì cờ bạc rồi gái gú mà em không thích. Dạ. Rồi Hồng là cao bao nhiêu nè? Em có 1m50 nha. Rồi cân nặng. Nặng em 48 kg. 1m50 nặng 48 kg. Vậy nó tròn quay ha. Tròn quay luôn hả? Tròn quay. Rồi. Rồi công việc hàng ngày của mình bán cơm bán cà phê trước cửa nhà vậy đó, thu nhập ổn không? Nói chung cũng không ổn anh. Ở đây thôn quê thì bán nó cũng hơi vắng. Cũng hơi bấp bênh lắm. Dạ. Sinh năm 1973, năm nay là 51 tuổi ha. Dạ. Tuổi ta là 52 tuổi. Tuổi sửu ha. Dạ, ai biết sửu. Rồi cuộc sống hàng ngày Hồng có cái điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Điểm mạnh đi. Nói chung
Em á là điểm mạnh là từ nào giờ, ví dụ em muốn bằng cái gì thì em phải quyết tâm, em ráng em làm thì bạn làm cho bằng được, nhưng mà mình thì không bằng, làm không bằng ta, nhưng mà em cũng phải ráng cố gắng là được. Cố Dạ, gắng còn vươn mấy lên ha. Rồi điểm yếu. điểm yếu em là nói chung ra là nhiều lúc mà có một mình thì cũng hơi Hơi buồn hơi hả? buồn, dạ Có khóc không? cũng hơi xúc động Mà có khóc không? cũng có nhanh lắm, lúc cũng có dạ Úp mặt vô gối khóc hả? Hay sao? nhiều lúc mình suy nghĩ em nhiều lúc em nghĩ mình sao không có được mà có phước, được phước như mọi mọi bạn khác, người ta cũng đủ gia đình, người ta cũng là cũng được nhờ vả là chồng rồi này kia, còn như em thì nói chung từ nào tới giờ hồi lúc còn chồng cũng vậy, cho nên là hai vợ chồng em mới tới cái chuyện mà ly hôn, chứ nói chung em cũng không muốn, tại vì mình cũng dạ cũng ráng em là cái em được cái điểm mạnh em là ráng chịu đắng ăn xôi với chồng lắm, đừng cho con mình nó nhờ một mẹ một cha, nhưng mà cuối cùng chịu đắng rồi tới mức là hết chịu đựng được em mới mới ly ly dị. Gia đình Dạ ba mẹ còn em còn có mình bà già à, ông già em mất hồi lúc em chưa có gia không? đình, Anh em nhiều không? em 7 chị em. Là bây giờ là cái nhà Hồng đang ở là Hồng đứng chủ nhà luôn đó hả? Dạ Rồi ngoài công việc mua bán hàng ngày ra mình có cái sở thích nào khác không? Chẳng hạn như đi du lịch nè. À, đi chùa, đi làm thiện nguyện hay là đi hát hò gì không? em thì không biết hát, anh em không biết hát chứ không biết ăn nhậu giống như nhiều chị phụ nữ khác. Không biết ăn, không biết ăn nhậu ha. Dạ không biết hát, biết ăn nhậu rồi tối ngày cứ lục đục ở nhà không à. Trước á thì em không có nhà cửa thì em đi làm mướn, em đi làm mướn bình bồng vậy đó, ai mướn ở đâu em bằng ở đó, rồi em tới rẫy tới chòi người ta em ở. Sau này mẹ con em mới dành dụm mua được cái miếng đất được có chục mét, anh chục mét này cắt được cái nhà, rồi sau này rồi mới gả con nó mới lấy chồng mà có nhà cho mẹ ở, rồi nó đi lấy chồng. Chị cũng giỏi rồi. Không biết hát hò, không biết nhậu nhẹt gì ha. Dạ bởi vậy cho nên em không có đi đâu nè, còn đi du lịch á thì cứ mỗi một năm vậy á, gia đình đi chung không anh, không có được đi riêng với ai hết á, từ nào tới giờ là chưa có được nói chung ra là em thật tình mà nói chưa có được anh nào mà để nói dìu dắt nhau để đi du lịch đây đó hết á, cứ đi chùa với gia đình. Còn bà già rồi cứ tới mỗi một năm vậy, cái tới Tết đồ qua nhân viên vậy đó, cái là tổ chức bao xe đi cả nhà vậy, nhà đi chùa rồi về chứ Rồi cũng chưa được đi du đi chùa cũng chưa biết đi du lịch ha, không biết lịch. ca hát, biết cái lộn Dạ không? sao anh Có biết cái lộn không, gây lộn hả? lộn á? Không Có không, hay, có hay chửi chồng không? hai chữ chồng không hả? Dạ không. Không à, thì sao dí Dạ dí nó chạy thôi chứ đâu có chửi chửi không tại vì sống rồi hồi đó thì nói chung mà còn phút đời còn lại này thì em cũng còn mong cho trúng anh được về thương yêu em, mà cho vợ chồng có chung tiếng nói đi, đừng có gì hết cũng không có gây gây gỗ nữa. Còn trước đây thì em thì từng lên bờ xuống ruộng với chồng em. Hồi Hồng xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Em xem cũng lâu rồi đó anh, mà em cũng nhút nhát quá, em cũng sợ em ngại. Dạ Bữa nay em sao mà ngại gan vậy?
Bữa nay bị buồn, buồn quá liều mạng luôn. Buồn quá liều mạng luôn Dạ, hả? với suy nghĩ là giờ, suy nghĩ là giờ tới đây con mình cũng lấy chồng hết rồi, giờ thôi kệ, để giờ em cũng liều lên đại coi em có còn cái duyên được anh nào thương để yêu cuộc còn khúc còn lại không. Chắc chắn là còn mà sau khi video này đăng lên là sẽ có nhiều nhiều anh chàng bắt máy gọi và chạy đến đó. Nhưng mà em cũng cầu mong được cho em được cái anh nó hiền hậu, có tâm có đức. Thì nói chung em ăn chay tháng 10 ngày á, em là bên đạo của đài. Thôi thì mình có lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ được mà. Rồi hôm nay là Hồng gọi quyết định mạnh dạn gọi đến chương trình, muốn nhờ chương trình tìm giúp mình nửa cái mảnh ghép còn lại của cuộc đời phải không? Rồi bây giờ Hồng muốn cái mẫu người, cái anh đó là người như thế nào mới hợp với cuộc sống của Hồng? Em thì nói chung em không có phải cần là đẹp trai đâu anh, giống như là tướng trung trung mà cũng được, nhưng mà anh đó là phải sạch sẽ. Không cần, không cần đẹp trai lắm ha, trung cỡ Lưu Đức Khoa được ha. Anh đó là ngoại hình dễ coi là cũng được, nhìn vô sạch sẽ, ở nhà gọn gàng là được rồi. Với lại đừng có mà thô tục quá, nói ra thì chữ thề hay lớn tiếng này kia thì em không thích. Rồi rượu chè. Không, cái rượu chè thì em cũng xin. Rượu chè rồi cờ bạc với này kia nữa là em cũng xin cái vụ đó đi, xin đứt cái vụ đó đi, đừng có cho em gặp mà vậy nữa. Tại vì từ xưa giờ trước đây đó là ông xã em là vậy á, Cà phê là ông thuốc nhà lá được chung không? Cà là phê, cà phê thuốc lá anh đó được không? nói chung cà phê thì cũng được. Giống như là em nói anh nè, đàn ông mà bây giờ nói chung nói không uống rượu hết thì cũng không, cũng khó kiếm. Nhưng mà ví dụ như là đi đám tiệc anh hay là gặp anh em đồ bạn bè đồ đó thì một vài ly rồi cũng được, chứ em cũng không phải là cấm hết. Nhưng mà có đừng có cái là nhậu nhẹt quá chán nhà, nhà tự vì xưa giờ là em vô phước với chồng em lắm, cho nên giờ em cũng sợ. Rồi công an rồi công an việc làm của anh đó thì như thế nào? Nói chung ra giờ em thì cũng đơn chiếc rồi, giờ em cũng cần anh đó là phải có công việc làm ổn định. Nhà cửa không? Nhà cửa ra sao? Thì có nhà cũng được, không nhà cũng được. Có thể về nhà của Hồng ở được mà ha, hai vợ hai vợ chồng cùng nhau mua bán cơm. Ví dụ như anh đó là cũng phải có một ít nhóm để làm ăn chị, giờ để mà đùm bọc cho em là cũng được, vợ Đúng rồi. về rồi sống chung với em ở nhà chung cũng được, mà mình có vốn để làm ăn. Mà em nói thật lòng chứ em thì em không có vốn, em chỉ có cái nhà ở à. Có nghĩa là anh nào muốn về với Hồng thì cũng phải có một chút xíu vốn lận lưng ha, để về đó rồi mình phát triển kinh tế thêm ha. Nhà thì Chứ có từ xưa giờ là em làm mướn theo hà, cho nên em không có nói chung em không có của hồi môn á, em cũng không có gì hết, giờ có được có cái nhà ở à. Rồi anh đó không có nhà cũng được, đến nhà Hồng ở cũng được, nhưng mà phải có vốn lận lưng. Rồi còn cái gì nữa, tiêu chí gì nữa Hồng cứ đưa ra để các anh nghe kịp, các anh dễ kết nối với Hồng lẹ hơn. Em giờ em mong muốn mấy anh có nhận được cái video mà em thì em cũng cầu xin cái là hả, anh nào mà thật tình biết thương vợ con thì đến với em, rồi cũng phải có nói chung ra là em cũng phải đòi hỏi là việt kiều hay là tiền đô tiền này tiền kia hết,
Nhưng mà có cái là cũng phải có tiền, có vốn mình mới sống được, vợ chồng nó có hạnh phúc để làm nên nữa. Dạ, Rồi độ tuổi nè, độ tuổi khoảng bao nhiêu? nói chung em giờ em cũng hàng năm năm mấy rồi, giờ lớn tuổi hơn em nhiều cũng được, nhưng mà đừng có nhỏ hơn. Có nghĩa là cỡ tuổi Hồng trở lên ha, từ 50 52 trở lên tới nhiêu? Em nói giờ cỡ giờ mà nếu có duyên là cỡ giờ 60 sáu mấy cũng được đó anh. Vậy 65 đi ha, từ 52 tới Dạ 65 dạ rất là đơn giản ha, miễn sao anh đó có vốn được rồi, biết lo làm ăn là được dạ rồi, còn nhà cửa thì Hồng có sẵn rồi ha. Rồi cái này mấy anh mà bỏ qua thật là sự là tiếc nuối luôn. Nhà có sẵn, người đẹp có sẵn, chỉ có chừng ít vốn thôi là đem tới Hồng vô cái là ngon lành cành đào hay sao. Rồi cái mặt này cười cười thấy vậy chứ chắc cũng không đơn giản, mấy anh phải nghiên cứu kỹ. Nói chung em cũng hơi kỹ tánh lắm, em khó tánh chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà vợ chồng thì từ từ có tiếng nói chung thì hiểu ý nhau. Em muốn là em có tật em có sai gì á thì chồng em nói cái điều đó em sai em sửa đổi lại, thì từ từ em sẽ sửa. Chứ còn mà nói ra là chửi tục chửi đụng mẹ đứa bà em không thích nè. Với lại là ví dụ như ghen mà quá ghen như này kia, nói chung em là nếu có chồng thì em là gì là rất là chung thủy. Hồi trước đây em cũng quen một người đó cũng vậy đó, mà quen hoài quen đến khi mà biết đi chùa chung với là vợ anh ta, là thấy vợ anh ta hiền là tự em rút lui vậy nhé. Chứ mà đừng có nói này kia, bởi em cũng sợ nhiều khi giờ ở ngoài thì cũng nhiều người đàn ông mà mình sợ lầm lỡ nữa anh. Thì đó. Dạ, Rồi. cho nên giờ em cũng muốn lên đây mình tìm cái chân thật để mà sống chung với nhau. Rồi Hồng thích anh đó là người vùng miền nào nè? Dạ, Hồng thích cái anh đó là người vùng miền nào? miền Nam đi anh. Miền Nam. Từ đâu Dạ, tới đâu? ở đâu cũng được, nói Miền chung Nam. đâu cũng được mà. Nhưng mà miền Dạ. Nam ha. Dạ, Ở đâu người cũng được, Nam đừng nói người miền Bắc. Nam, miền Nam. Dạ, miền Bắc sao? Bây giờ biết kêu được không? Trời ơi, em nói chung ra thì cái mơ ước thì ai cũng cũng có quyền mơ ước, nhưng mà em thì em cũng rất là ngại. Chắc cô Hồ không dám giới cao hả? Dạ em cũng cũng ngại lắm, tự vì mình nghèo khổ từ nào giờ rồi, với lại mình cũng không có bằng Ừ, lợi. ngại mình cũng ngại ha, nhưng mà nếu có thì tốt. Nhưng mà thí dụ như nhiều hả, mà có duyên á thì ở đâu cũng được. Thí dụ như có duyên chịu không? Dạ, Giờ có duyên với Việt Kiều chịu không? cái gì chịu đều chịu Chịu. chịu nhưng mà Việt Kiều thiệt á Kiều thiệt chứ không lẽ Việt Kiều giả. anh. Dạ Tại Việt Kiều homeless đâu có tiền đâu, về Việt Kiều có nhà có tiền tao mới về nước được chứ. dạ Rồi chương trình ghi nhận sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của Hồng ha. Các anh dạ độ tuổi từ 52 tới 65, nếu mà dạ anh nào có đủ điều kiện như tiêu chí của Hồng đưa ra thì các anh hãy nhanh tay bắt máy điện thoại gọi đến số chương trình. Chương trình sẽ dạ sắp xếp cho hai người có một cái cuộc gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. dạ mà mấy anh nhìn mấy anh xem rồi, mấy anh cũng hả, mà mấy anh thương em thì mấy anh phải thương con cháu em luôn. Không nghe, Dạ ngồi xích lại gần nói không nghe, nó không nghe. ngồi xuống nói không không xích ra rồi nói đi. Dạ em nói là mấy anh
mấy anh mà có xem, mà nếu mà có duyên với em á thì anh cũng anh đó cũng phải thương em mà cũng thương con em chứ, thương cháu em giống như con cháu của anh vậy, không Rồi có phân biệt được. Dạ. chương trình cũng cảm ơn Hồng ha, và cũng chúc cho Hồng sớm ngày tìm được cái nửa mảnh ghép như cái lòng mình ao ước bấy lâu nay Dạ. ha. Rồi Dạ. bây giờ Hồng chào quý vị khán giả để Dạ. anh em Dạ. Con chào, dạ con chào các cô các chú. Chào anh. rồi trước khi kết thúc video mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào Dạ. anh. Dạ.